Hello chào mọi người, nay mình từ hôm giờ mình làm mình chưa quay máy mà hai miếng ấp E49 cận cảnh tại bán không thời gian không, đây giờ còn dư được 2 cây thì sẵn quay cho anh em thôi, còn máy này còn được 3 cây à, 3 cây máy xuồng đó thì E42 thì khách ảnh cũng có gửi con máy này xuống làm xung lệ à, tại vì con khách này người này quen á mua mấy cái máy rồi giờ có ông anh ổng cũng khổ nên ổng mắc cá là cũng dở nên ổng mới kêu gửi xuống, ông kêu làm xung cái máy này lại nên nên em mới lãnh làm, chứ còn bình thường anh em gửi 1 triệu em chưa chắc em làm cái máy này, em nói thiệt con máy này hoặc con máy kia con máy nào không cần biết, có anh em về sửa chưa chắc 1 triệu em lãnh để chi mà tới ấy, tại có xỉa tình nghĩa em sửa rảnh cho sửa cho ổng mà. Con máy này anh em nghĩ đi, bỏ mà thời gian ra làm 4 5 tiếng đồng hồ, 4 tiếng 5 tiếng đồng hồ nó còn lâu hơn cái máy mà người ráp cái máy mới, anh em cứ nghĩ vậy đi, ăn vậy nhiêu tiền anh ăn triệu rồi đồ đạc này kia tính đâu cũng còn ăn uống gì đâu. Làm giờ mình làm á đồ của em á em đặt người ta đặt mình làm không xể. Mình làm cái đồ mới mình còn kiếm chút đỉnh được, còn làm ba cái này có ăn uống gì được đâu anh em. Đó thì cây 49 đây. Đây một lát em sẽ quay cận cảnh cho anh em coi còn cái gì bên đây nè, cái hộp này là của 20 feet à, của để bàn trắng, ta thường để bàn trắng. Không, cái dàn máy của Trung Quốc á đánh giá cao á, là cái đường mạch với đường phét với tâm khô nó lớn là ok rồi, nhưng mà cái phần điện ra nó đánh có cái thằng Trung Quốc nó hơi dở cái là nó đánh dân áp mà đi IC, anh em mà có đánh IC rồi anh em biết rồi, IC nó sẽ cắn nước đó, thì cái thằng này đánh lại cầu rồi không dân áp, là đánh lại cầu mà đi có tụ 6 không mà điện áp cao dữ lắm đó, chứ không phải mà tùy theo con máy hỏi sao người ta đã gắn tụ 20, tụ 10, tụ 15, tùy theo con máy người ta gắn anh em. Điện áp mà ra cao anh em gắn tụ vừa thôi, anh em gắn tại sao không gắn một tụ 5 hoặc tụ 7 mà đi gắn 2 tụ này, hai con tụ này nó chịu được điện áp cao, một con tụ nó được 450 V, hình như là 450 V mà anh em gắn song song vậy là nó chịu điện áp cao hơn đó, nó gấp đôi lên mở ra được 6 UF, nhưng mà một con tụ UF thì anh em ra được 450 à, nhưng mà hai con anh em đấu song song vậy nó sẽ ra được là 900 V, nó chịu đựng nó không có bị tụ. Đây 5 chế độ rồi, cái này có IC ấy cho nó ra, hỏi tại sao để lát em giải thích tại sao người ta mà không đi IC mà cái phần đó em sẽ giải thích kỹ cho anh em nghe luôn nè. IC người ta gỡ xuống vỏ nè, nè mấy anh em nào mà đi rồi à, cái này là 5 chế độ nè, 3 chế độ có thằng bích để bàn nè, rồi này là năm ba chế độ lấy cách ly gì nữa nè, rồi nè em nói sao một hũ luôn á, em một còn cả một hũ chứ không ấy đâu nè, anh em nghĩ bao nhiêu con máy nè, nè IC 5 3 chế độ mà hỏi tại sao em không xài, em là dân đi xịt em biết mà nè, anh em nghĩ đi đó, 5 3 chế độ bỏ đây à, chứ ai bỏ khùng bỏ mấy triệu gì bỏ vậy đó đó, để cho anh em hiểu tại sao, tại thằng này à nếu mà về đánh á, nước á nếu mà về đánh cá á, thì cái dòng IC á nó ăn được nước trong bình thường nó đánh ok, nước đục là cá chạy, cá lóc cá trê thì nó dễ đè nhẹ điện, cái máy cơ anh em đánh không chết á, nó khỏi cần mà nói chi cái máy điện tử cá lóc cá trê, anh em là chủ yếu cá phi, thời bữa giờ nó phải tổng hợp anh em, chứ đâu phải có cá lóc cá trê như thời xưa đâu anh em bắt hoài, nó phải bắt được tổng hợp mà trong khi không cắn nước, gắn lại kiểu này là không giật cắn nước à nè, cái này chế lại luôn phần nguồn của này thì ok rồi, nhưng mà chế lại phần này là nè, phần này chế lại của em hiện tại thì hiện thông giờ nè, em đã từng đi IC còn IGBT bông cầu hát là để chỉ đánh nước mặn nghe anh em, về nước ngọt là không ăn được dòng này, em bảo đảm 100% luôn á, cho dù anh em máy 5 10 triệu không cần biết em chấp luôn á, tại vì con máy em từng đã làm, còn con máy này anh em người ta đi người ta lại luôn à, người ta hao bình ta chịu không nổi, mà ai anh em người khác điện hỏi còn máy nào cao giá hơn 3 triệu không, anh nói sẽ lần sau này in mạch ra 5 6 triệu có luôn, hai miếng áp E65 mà hỏi anh em đi phải cặp bình 200 đó, chứ đừng có hỏi con máy mà giá tiền cao người ta bán giá thành cao chứ thật sự nó đánh mạnh ha, nó bắt được cá hay không mới là quan trọng. Đây máy này hoàn thành em sẽ quay ra đây cũng 16 phép phép là quan trọng, là không cần phép nghe anh em, con máy của em 16 em giao hay với 49 giao là đánh là máy anh em đi nửa ga là máy mát lạnh nha, từ khi mà gần hết ga con máy mới ấm lên, nhưng mà con máy của em giao đi là nửa ga là có khi đã chết rồi, không bao giờ ấy. Em giáo bao anh em là khẳng định là 100% luôn á đó. Đó còn cái này là nó chạy là 16 phép lưng đồng, còn cái vụ phép lưng đồng này á mà người xa có anh nói lưng bẹt lưng đồng, em nói đúng là xe cái lưng bẹt lưng đồng nó chạy vẫn như nhau, nhưng mà cái độ bền với độ mắc tiền hay là rẻ cũng như chiếc xe rim với chiếc xe nhật thôi, nó đơn giản vậy thôi, đâu chỉ có mấy thằng ngu mà bỏ tiền ra cao mà mua phép lưng bẹt vậy nó bán anh em mua thôi, chứ có ai mà ấy đâu đó. Còn này thì bấm 5 SR tụ 10 cuộn cảm ly 2 quấn đồng ly 2 4 lớp đó, tụ bọng lái cách yết gì đầy đủ hết, còn chạy E49 bắt buộc phải tan siro kích nghe anh em đó, còn E42 khỏi, E42 khỏi cần tan này, nhưng mà E49 phải cần tan tại vì không ấy là biến áp nó hít lên
nên anh em cần trang kích là máy mát lạnh. Đó, chỉ đơn giản thôi, mạch thì đi cũng y xì thôi. Máy này chưa hoàn thành. Đó, còn máy này thì hoàn thành rồi. Thì con máy này làm chung điện lại cũng vậy thôi. Còn IC tại sao mà anh em nào mua cái người ta mua 5-3 chế độ, người ta nói đánh nóng được, thả lạnh được. Đừng về anh em mua một cái máy anh em đánh được tất cả. Ta nói nếu mà anh em mua được chiếc xe anh em chạy được tất cả hết thì anh em mua một chiếc chứ tội gì phải mua 2-3 chiếc. Ra chiếc xe Tiga, tay số rồi chiều ra Baja làm chi vậy. Đó, thì cái nào nó cũng lợi thế là một cái thôi anh em cứ nghĩ vậy, đừng có ham mà một cái món đồ mà ra 2-3 cái như mấy cái này à. Đã giờ gỡ xuống à, năn nỉ em làm á, em mà chưa là muốn làm á, anh em hiểu đi, chứ không phải em mà nhận máy móc là quá trời luôn ra ngoài kia còn cái mà không sửa. Nó nói đồ cái máy người ta ăn đã tới mình có ăn uống gì đâu, mình bỏ công kén ra 4-5 tiếng hồ trong khi làm đồ đẹp đâu có ăn uống, mình nói thà là không làm chứ không có đách gì á, chứ không có đách gì đâu phải sợ á. Còn máy của em là thí dụ như anh em đang hy hư hao em bao một tháng, lỡ trục trặc gì em sửa khỏi lấy ngàn nào luôn á. Chỉ tiền đồ anh em chịu ship thôi. Mà máy em từ đó giờ có một bị một lần thôi là gửi xuống anh kia là bị trục trặc. Trên đường vận chuyển về anh hô đi là bị trục trặc chứ không phải là vận điện chuyển gì là nó bị bể bị cấn gì là đi xuống nó bị trục trặc chuyển gì em sửa thôi, chứ từ đó giờ đi làm mà chưa từng hư luôn. Đó. Còn cái này thì làm lại lời 5-3 chế độ, cái nút này hai nấc này để dành tắt mở xung nè. Em đã gắn hai còi đây luôn, bật bên nào là cũng có xung giữa tắt. Đây để thử con máy này thôi, còn máy 49 này với 42 miếng áp E 49 này khỏi thử 16 cũng vậy à. Còn xung này em không có chỉ đâu anh em, cứ lên đây chừng nào mà đánh mua máy hay này kia về em làm cho rồi á, em chỉ cách đánh tùy theo mặt cá mà chết. Mà cái thằng của em đánh là nước trong là em bao hết, nước vàng đục trong ngọt phèn gì đánh gì được hết á, không có kén con nước nào á. Còn IC lên nước lẹ lẹ nó tắt, anh em đi có đi rồi thì biết rồi, còn mấy người không biết cũng như ất á, mà vô bình luận mình á mới gì mới re chứ đâu mà không biết xài con máy mình, mà trong khi siêu còn bình luận chửi mình, nó lấy mình chửi lại nói đủ mà không xài con ta mà nói phải như xài của mình á, mà đi có gì á mình nói không nói đủ mấy cái máy đi đâu đã vô cái khái vô bình luận cho ăn ở không nói chuyện lo chuyện sớm, cái đó người ta kêu ăn ở không lo chuyện sớm. Đây hai cái nút cần ở ngoài đây chứ không có đách gì mà sợ á, đâu mấy đâu phải mà ấy đâu, anh em bán cái máy lên là biết bao nhiêu cái máy sửa biết bao nhiêu đi. Nếu không hoàn thành mà không thực sự vậy thì có người ta bình luận ta chửi cho đầy á. Đây nút đỏ là mạnh yếu, lúc nào em gắn em sửa lại nút đỏ này cũng là mạnh yếu, còn này xung nhanh chậm. Cái xung này á em thử máy em thường để chừng giữa chừng à, nó vẫn chạy xung bình thường vậy, nhưng mà đó đánh con cá bắt sao em sẽ chỉ cách anh em bắt tổng hợp hay là muốn bắt gì chiên cá đó. Đây bóng này thì 1000 nè, để em chỉ anh em luôn cái bóng 1000W này á, là người ta hô 1000W à, là đúng 1000W là tim nó nhỏ à, mà bóng này cũng người ta hô 900W mà lại độ nó dày gấp 3 lần à, anh em thấy không. Cái bóng này nếu mà tính là so với bóng này chắc nó còn cả 2500-3000 nè, con ống à 1000 mà tim chút xíu anh em thấy không. Còn tim này nè nó dày mà nó sắn à, cái bóng máy 16 mà thử còn muốn khựng cái máy á. Đó thì thử cái bóng đó thôi, chứ mấy con máy này thử mấy cái bóng nhỏ đứt à. Còn máy bên em sẵn em giới thiệu luôn, bên em bán con máy bộ là máy 8 này là nhỏ nhất nha anh em, là 1.1 triệu, còn tại nhà lại lấy là 1 triệu nè. Máy này đi bộ mà máy 8 này gửi cho anh em coi luôn, em ít quẩm nhận quay đây 8 khét lưng đồng chạy E42 đầy kia luôn, đầy đủ mạch tên rồi luôn, là 1.1 triệu là giao tới tay anh em nha. Máy này đi bộ nha, đi xuồng cũng vẫn được, nhưng mà em bao đi bộ à. Thì cái máy mạnh thì anh biết rồi, thì cái 10 phần nhà anh em đi 2-3 phần chết cá khi cá bọng thôi, đừng lên cao nó đỡ không bình. Vậy thôi chứ không có gì à. Với con máy này nó khác thằng IC nha anh em. Cái thằng IC anh em á đánh là phải lên 7-8 phần như cái nóc 10 này phải không? Lên 7-8 phần nó ra điện mạnh phải không? Còn con máy của em thiết kế với em làm lại chỉ cần 2-3 phần thì chết cá thôi, đừng dặn lên cao. Nửa ra là nó đã ngọt rồi. Nên em dặn cao mà theo kiểu này nó đi bình anh em chịu không nổi đâu. Đánh là con cá chết 0-2 luôn á, nhưng mà đi sung thì nó trồi, nhưng mà đánh ngọt lắm. Nhưng mà anh em vừa tầm đánh thôi, dặn lên vừa đánh thôi, không mới lít lên vừa đánh thôi. Tại thằng này nó khác thằng IC, thằng IC phải 70-80% nó mới chạy được, nó mới bắt được. Nó thì anh em nào có xài rồi thì biết, còn IC nói thì người nào không xài cũng như ất á, còn người nào mà xài rồi thì hiểu. Đây cầu bóp đây, làm cho anh từ đây luôn à, lãnh máy này cũng đâu có lời lớn đâu mà kệ. Nè này là đang đi thẳng anh em, nè cái nó kìa, nhỏ nhất kìa. Nghe tiếng máy nè, bóng đèn à. Đó, quay ban ngày chứ không ban đêm đó, nó giật lại khúc bóng đó là bóng như 3000W á, chứ không phải là gọi 1000W nha anh em. Rồi còn nữa ra à. Chưa được nữa ra. Còn cái xung à. Cái xung bật qua đây cũng chạy, bật qua đây cũng chạy, tại kim tắt em gắn hai chiều, nhưng thực sự nó có một IC trộn à, nhưng mà nó trộn được tổng hợp. Nó không có đa bật đa năng, không có IC cách ly gì á. Và quan trọng là làm á, IC nó đủ chức năng nè. Đó em chỉ cho anh em nghe vậy thôi, chứ còn vụ chỉnh em sẽ không chỉnh. À, anh em nào xài thì biết rồi.
đó, nửa gà đó, nó bóng đó. Đó vậy thì chiều nay giao cho khách luôn à. Ảnh mới chuyển là bữa chiều hôm qua là lên tới em, là mới sáng ngày em tranh thủ em sửa xong là chiều chuyển về luôn á. Nó nhưng mà anh em đừng có hỏi có nhận sữa này kia, em nói giờ nhận sữa anh em mua đâu không cần biết, em sẽ không giờ nhận đâu. Thật đã có mấy em này tao cũng đố ham mua rồi, cái gì nhà sữa giùm rồi, có anh ở dưới Hậu Giang ông cũng tội nghiệp, ông chạy từ dưới lên tới em là 200 mấy 300 cái số, 250 cái số mua cái máy 16. Anh nói giờ anh mua cái em cái máy 16 sửa giùm anh lại cái máy 24 5 chế độ đó gỡ ra đừng không kén nước em ơi, chứ giờ kén nước mà con cá phi lên nước lẹ anh em biết rồi, IC lúc chạy lúc không nhiều khi nó chạy được luôn, con cá phi lên giọt mà đi luôn, anh em đi xịt gì nữa, nó lên cái giọt mà còn đi luôn mà anh em xịt què gì đó, xịt về ngủ luôn chứ xịt gì, đi xịt phải bắt được tất cả nó. Anh em nào có xài máy 16 em 49 3 triệu đó là liên hệ em, nói em bao anh em từ A tới Z hết luôn.